nỗi thất vọng vì đó là Phương Thanh. Phương Thanh đã có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Việc một ca sĩ kỳ cựu như cô dùng chiêu PR không văn minh càng khiến công chúng thất vọng. Nhiều người hâm mộ, trong đó có những khán giả khẳng định đã thần tượng Phương Thanh suốt nhiều năm, gần đây tuyên bố quay lưng với nữ ca sĩ. Tình cảm được nuôi dưỡng hàng chục năm tưởng chừng không có gì thay đổi. Nhưng trường hợp của Phương Thanh với chuyện PR sản phẩm gây ồn ào những ngày qua chứng minh tình yêu đó có thể thay đổi nếu người hâm mộ cảm thấy thất vọng về người họ từng thần tượng. Một thời đình đám, thập niên 1990, có lẽ bất cứ khán giả nào cũng biết tới Phương Thanh. Giai đoạn 93-94, Phương Thanh với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Phúc và Lý Được đã hoạt động năng nổ ở những vũ trường nổi tiếng như Phương Đông, Queen Bee. Thời gian này, nữ ca sĩ sinh năm 73 cũng hoạt động trong Tam Ca Sau Đêm cùng với Nguyên Lộc và Quốc Hưng, sau đó được Minh Thuận giới thiệu vào Nhà hát Hòa Bình. Sau khi thể hiện ca khúc Xa Đồ Mùa Đông và Giả Từ Di Vãng, sự nghiệp của Phương Thanh bước sang một trang mới. Chất giọng khang lạ, lối thể hiện bản năng, giàu cảm xúc của cô đã chinh phục khán giả. Giả Từ Di Vãng là một trong những ca khúc được ưa chuộng nhất V-pop giai đoạn đầu thập niên 1990. Sự phát triển của làn sóng xanh trong những năm sau đó tiếp tục đưa tên tuổi của Phương Thanh phổ biến hơn. Đây cũng là tiền đề để nữ ca sĩ xây dựng lượng fan trung thành vẫn ủng hộ cô đến trước thời điểm scandal nổ ra. Trong khoảng 10 năm, bảng xếp hạng làn sóng xanh xuất hiện liên tục các ca khúc của Phương Thanh. Cô cũng phủ sóng các chương trình âm nhạc với những bản nhạc pop rock khác biệt. Phương Thanh từng kể, ở thời đỉnh cao, cô chạy show khắp các sân khấu nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh như Lan Anh, Trống Đồng, Phương Nam. Các sân khấu cách nhau khoảng vài phút xe, mỗi lần diễn xong tôi chạy vội ra khỏi sân khấu, gọi khán giả đưa luôn sang địa điểm khác. Thời điểm đó, tôi và khán giả rất thân quen với nhau, Phương Thanh kể. Phương Thanh tâm sự, thời đó đi diễn cô luôn mang theo rất nhiều hình ảnh có kèm chữ ký để gửi tặng cho khán giả. Thành tích từ âm nhạc tới phim ảnh. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Phương Thanh còn thành công ở mảng phim ảnh. Cô tham gia nhiều phim điện ảnh như Đẻ Mướn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Nụ Hôn Thần Chết, Đẹp Từng cm, Giải Cứu Thần Chết, Hot Boy Nổi Loạn, vân vân. Xuất thân là ca sĩ nhưng Phương Thanh diễn xuất tự nhiên nên được khán giả và giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cô từng chiến thắng hạng mục diễn viên phụ xuất sắc ở cánh diều vàng nhờ vai thầy bói trong bộ phim Nụ Hôn Thần Chết hay liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 với vai gái điếm trong Hot Boy Nổi Loạn. Những năm gần đây, Phương Thanh vẫn đi diễn đều đặn và phát hành sản phẩm. Cô cũng làm giám khảo của nhiều chương trình âm nhạc. Danh tiếng của nữ ca sĩ không còn như xưa, nhưng Phương Thanh vẫn là nghệ sĩ kỳ cựu được fan yêu mến, khán giả và lớp đàn em kính trọng. Phương Thanh từng tâm sự, cô không bận tâm khi bị nói hết thời. Theo cô, không ai ở mãi tuổi 20 và quan trọng phải biết dừng đúng lúc. Người biết dừng lại mới là người chiến thắng. Cuộc đời cứ đi lên, đi xuống là chuyện bình thường. Người nghệ sĩ quá nhạy cảm với câu qua thời thì khó đứng lại. Không ai trong cuộc đời này đi thẳng mãi. Hiểu quy luật thì không có gì phải lo, nhưng không hiểu mới sợ. Người ta nói lên voi xuống ngựa 3 lần mới thành nhân. Nữ ca sĩ lý giải. Ngoài tài năng, sự cống hiến bền bỉ cho âm nhạc và điện ảnh, yếu tố khác giúp cho Phương Thanh được yêu mến suốt những năm qua là chăm chỉ thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, Phương Thanh tích cực làm tình nguyện giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Khi đó, nữ ca sĩ kể mỗi ngày sử dụng ít nhất 3 khẩu trang N95 trong lúc điều phối xét nghiệm và tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Bên cạnh công việc nặng, nữ ca sĩ còn hát cổ vũ bà con ở bệnh viện dã chiến. Từ khi nhóm khởi xướng chương trình văn nghệ, Phương Thanh không vắng mặt buổi nào. Khán giả thất vọng và quay lưng. Những ngày qua, người hâm mộ Phương Thanh thất vọng khi Phương Thanh úp mở chuyện tình yêu với đàn em kém 20 tuổi là Doãn Chí Kiên. Cô khoác tay hoặc đặt tay lên đùi, nhìn chung thân mật với đàn em trong các sự kiện. Cô gọi Doãn Chí Kiên là chàng của em và tri kỷ. Phương Thanh khẳng định Doãn Chí Kiên rất thân với con gái cô và hạnh phúc bởi hai người thuận duyên. Báo chí rầm rộ đăng tin Phương Thanh có bạn trai kém 20 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ lại những bài viết đó ở phần bình luận mà không có bất cứ đính chính nào. Ngay cả khi khán giả chúc phúc và khen đẹp đôi, Phương Thanh cũng cảm ơn hoặc để lại những icon mặt cười. Đến khi khán giả chia sẻ thông tin Doãn Chí Kiên có vợ con và lo lắng Phương Thanh trao tình yêu nhầm người, nữ ca sĩ mới lên tiếng. Cô khẳng định biết thông tin Doãn Chí Kiên đã lập gia đình và hai người chỉ là chị em thân thiết, hợp tác trong MV. Phương Thanh thậm chí yêu cầu những người tung tin tiêu cực về Doãn Chí Kiên đưa ra bằng chứng. Đến lúc này, tâm trạng lo lắng cho Phương Thanh được thay thế bằng cảm giác thất vọng.
người hâm mộ lâu năm bàng hoàng cho rằng thần tượng họ ủng hộ suốt thời gian qua lại chọn cách quảng bá sản phẩm bằng đời tư không mấy văn minh. Với họ, Phương Thanh dù cố tình PR bẩn hay không thì việc cô thân mật với Doãn Chí Kiên cũng khó chấp nhận, bởi chính cô biết đàn em đã có vợ con. Tâm trạng của người hâm mộ là dễ hiểu, bởi Phương Thanh đã được xem như cây đa cây đề trong ngành âm nhạc, có sức ảnh hưởng trong giới. Nữ ca sĩ có nhiều năm cống hiến với chỗ đứng vững chắc mà không chỉ khán giả, cả lớp đàn em cũng kính trọng. Bởi vậy, sự việc Phương Thanh dùng chiêu trò để PR sản phẩm càng khiến người hâm mộ thất vọng. Không ngờ đến ca sĩ kỳ cựu như Phương Thanh cũng dùng chiêu trò PR bẩn, là bình luận bày tỏ tâm trạng của nhiều người những ngày qua. Đáng nói, khi bị chỉ trích, Phương Thanh tiếp tục có những bài viết được cho là thách thức công chúng. Để xem ngày mai em còn phải đỡ đòn gì nữa không? Tới đâu em tính tới đó. Đỡ đòn xong em mới tung poster, vé VIP show diễn và ra mắt MV, là bài viết mới nhất trên trang của Phương Thanh. Việc dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi ở showbiz không thiếu, nhưng thường được sử dụng ở những ca sĩ vô danh, ít tên tuổi. Trường hợp hoạt động lâu năm đã có thành tích giải thưởng mà vẫn quảng bá sản phẩm bằng trò PR bẩn là hiếm có. Việc này có lẽ không giúp sản phẩm được chú ý, bởi chung quy khán giả hiện giờ đủ thông minh để hiểu MV chất lượng mới đáng được ủng hộ. Thay vào đó, sự việc lần này đã làm vấy bẩn uy tín hình ảnh được gây dựng trong hơn 30 năm của Phương Thanh. Thank you.